Dân Tiên được tin mẹ chết, quầy quả trở về. Khai phong mới toàn sự cơ, mình gieo xuống đất vật giờ hồn qua. Hai hàng lụy ngọc nhỏ xa, trời Nam đất Bắc xót xa đoạn tràng. Anh em mai nay đều thương, trời ơi Hà Nam lấp đường công danh. Những lâm công toại danh thành, nào hay từ mẫu U Minh sớm đời. Gắn vào trong quán ăn nơi, tớ thầy than thở liễu lời quy lai. Tiểu đồng thở văn than dài, trời ơi trời nở phụ tài người. Trực rằng đã đến nỗi này, tiểu đồng bầu hai làm khuấy dài phiền. Sớm mai thang thuốc giữ gìn, chờ ta vài bữa ra trường sẽ hay. Bây giờ kịp rước thợ mai, sắm đồ tang phục nội ngày cho xong. Dây rơm mũ bạc áo thùng, cứ theo trong sách dân công mà làm. Tiếng rằng mẹ bắt con Nam, nước non dồi dồi đã cam lối. Trong mình không canh không gì, lấy chi lướt dầm lấy chi bớt đàn. Vào trang phúc lại gặp tàn, ngẩn ngơ người ở ngỡ ngàng kẻ đi. Việc trong trời đất biết chi, sao dời vật đổi còn gì mà trong. Hai hàng lụy ngọc ròng ròng, tớm bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Cánh bườm bao quảng gió xiêu, ngàn trùng biển rộng chính chiều ruột đau. Thương thay chính chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Quán rằng trời đất thình lình, gió mưa đau phúc gãi nhằm thiên. Ai trông thấy cũng thương, lỡ bề bao yêu lỡ đường lập thân. Dầu cho trước quỷ mưu thần, phong trần ai cũng phong trần như ai. Éo lê bài chữ tài liền với chữ tài một dân. Đường đi hơn tháng chẳng gần, khi qua khi lại mấy lần sông pha. Sai đâu bằng tác vừa ra,
trực cùng hâm kim súng mà đưa tin hâm rằng anh chớ ưu phiền hoa này chẳng gặp ta nguyện hoa sao thấy dừng mây bạc đâu đâu khá thường dẫn tiền cất gánh lên đường trình hầm ngó lại đôi hàng nhỏ xa đi vừa một dặm xa xa phúc nghe ông quán buồn ba theo cùng quán rằng thương đấng anh hùng đưa ba hờn thuốc để phòng hộ thân. Chẳng may gặp lúc gian truân đường khi quá đói thuốc thần cùng tiên rằng cuối đội ơn cho tấm lòng ngày ngày hãy lo xa gần quán rằng ta cũng băn khoăn thấy vậy nên mới tỷ trần đến đây non xanh nước bích vui vầy khi đêm rượu cúc khi ngày trà dấn thân vào chốn an nhàn thoát dòng danh lợi lắm đàn thị phi nói rồi quầy quả ra đi dân tiên xem thấy càng nghi trong lòng trong chừng dặm cũ thắng xong nghi đòi cơn lại náo nồng đòi cơn nên hư chút phần chi sờn nhớ câu dưỡng dục lo ơn sinh thành câu bất hiếu đáng đành nghĩ mình mà thẹn cho mình làm con trọn đồi một tấm lòng son chỉ lâm trả nợ nước non cho rồi nào hay nước chảy qua trôi nào hay phận bạc như vôi thế này một mình ngỡ ngân đường mây khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương đến nay lâm việc mới tường hèn chi thầy dạy khoa trường còn xa tiểu đồng thấy vậy thưa qua gầm đây cho đến quê nhà còn lâu thế sao chẳng ngớt cơn sầu mình đi đã mỏi dòng châu thêm é khi mang bệnh nửa chừng trong non khó liệu giữa rừng khôn khoan tiếng rằng khô héo lá gan ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu mịt mù nào thấy chi đâu chân đi đã mỏi mình đau như dần thân phải khổ với thân thân ôi thân biết mấy lần chẳng
đồng rằng trời đất có hay ra đi vừa đăng mười ngày lại đau. Một mình nhắm trước xem sao, xăm xăm bờ cõi dầu dầu có cây. Vốn không làng xóm chỉ đây, xin lần tới đó tìm thầy thuốc thang. Vừa mai gặp khách qua đàn, người người đều chỉ vào làng đồng văn. Dắt nhau khi ấy hỏi phân, gặp thầy làm thuốc hiệu là triệu ngang. Ngang rằng khá tạm nghi an, rạng ngày coi mạch đầu thang mới đành. Gặp ta bệnh ấy ác lành, bạc tiền trong gói sẵn dành bao nhiêu. Đồng rằng tiền bạc chẳng nhiều, xin thầy nghĩ luôn được điều thuốc thang. May mà bình ấy đặng an, bạc còn hai lượng trao sang cho thầy. Ngang rằng ta ở chốn này ba đời nối nghiệp làm thầy vừa ba. Sách chi cũng đủ trong nhà, nội kinh đã sẵn ngoại khoa thêm màu. Trước xem y học làm đầu, sau coi thọ thế cứ cầu đồng y. Gầm trong ngân hải tinh di, cùng là can mục thua gì thanh năng. Gầm trong tập nghiệm lương phan, cũng là ngữ toán giải đàn hồi xuân. Vị chi sẵn đặt quân thần, thuốc thời bào chế mười phần nở nang. Mạch thời độc mạch nơi sang, đặt vào tay bệnh biết đàn tử sinh. Lục quân tứ vật thang danh, thập toàn bát dị sẵn dành nỗi thương. Lại thông bát trận tâu phương, lâm nhắm ngoại cám đầu thang ngủ sai. Đồng rằng thầy thiệt có tài, xin vào coi mặt luận bài thuốc chi. Ngang rằng lục bộ điều suy, bộ quan bên ta mạch đi phú hồng. Cứ trong kinh lạc mà thông, mạng môn tướng quả đã xong lên đầu. Tam tiêu tích nhiệt đã lâu, muốn cho giang hòa phải đầu tư âm. Quỳnh liên, quỳnh bá, quỳnh cầm, gia vào cho bội nhiệt tâm mới. Ngoài thời cho điểm giang ninh, trong thời cho uống hoàng tình mới xong. Kha trao hai lượng bạc rồng, bổ thêm vị thuốc để phòng đầu thang. Chẳng qua làm phúc cho chàng, nào ai đòi cuộc đòi đàn chi ai.
Tiểu đồng những ngỡ thiệt tài, vội vàng mở gói chẳng nài liền trao. Mười ngày chẳng bớt chút nào, thêm đau trong da như bào như soi. Đồng rằng vào đó thầy coi, bên thời không giảm thầy đòi tiền thêm. Ngang rằng nằm thấy khi đêm, tiên sư mắt bao một đêm chim bao. Quỷ thần người ở trên cao, e khi đường xa lẻ nào biết đâu. Tiểu đồng người khá qua cầu, cùng ông thầy bói ở đầu Tây Viên. Tiểu đồng nghe nói đi liền, gặp ông thầy bói đặt tiền mà coi. Bói rằng ta bói hẳn hồi, bói hay đã dậy người coi đã đầy. Ta đây nào phải các thầy ba giờ ba giấc nói nhây không nhầm. Ôn nhuận châu Việt mấy năm, sao 14 què 300 dư hào. Quỳnh kim giá hạt sắp cao, lục nhâm lục giáp chỗ nào chẳng hay. Càng chi đều ở trong tay, đáng thông trời đất lại hay việc người. Đặt tiền quan mốt 40, thay trầu chém rượu cho tươi mới thành. Thầy bèn gieo đặng que lành, chim tên tuổi ấy lộ trình mắt chi. Ứng vào rùa với cỏ thi, rồi thầy coi quẻ một khi mới tường. Đồng rằng người ở đông phương, nhân đi buôn bán giữa đường chẳng an. Con nhà Lục là chàng tuổi vừa 28, còn đang thơ ngây. Bói rằng đinh mão năm nay, hèn chi giáp tí ngày rài chẳng an. Mạng kim lại ở cung càng, tuổi này là tuổi giàu sang trong đời. Cầu tài quê ấy xa vời, khen người khéo nói những lời trêu ta. Cầm tiền gieo xuống xem qua, một dao hai sách lại ba hào trùng. Trang thành là quê Lục Xung, thấy hào phụ mẫu khắc cùng tử tôn. Hóa ra làm quẻ du hồn, lại thêm thế động khắc dồn hào quang. Cứ trong quẻ ấy mà bàn, tuổi này mới chịu máu tàn trong xuôi. Nên phát bình thình lình, vì chứng ma quỷ lộ trình rất thiên. Muốn chương mơ bên ấy đặng yên, phải tìm thầy pháp chữa chuyên ít ngày. Đồng rằng thầy pháp đâu đây, bói rằng cũng ở chốn này bước
hồn xa, tên là đạo sĩ ở Trà Hương thôn. Tiểu đồng mới chạy bốn bôn, hỏi thăm đạo sĩ hương thôn chốn nào. Chợ đông buồn mang lao sao, người ta liền chỉ nơi vào chẳng xa. Đồng đi một buổi tới nhà, đạo sĩ xem thấy lòng mà mừng thay. Đồng rằng nhà tiếng thầy đây trừ ma em quỷ, phép thầy rất hay. Pháp rằng ấn đã cao tay, lại thêm phụ chú xưa nay ai bì. Qua sông ca thấy xếp gì, vào rừng cọp thấy phải quỳ lại đưa. Pháp thầy hú gió kêu mưa, sai chim khiến dượng đuổi lừa vật trâu. Pháp ngay miệng niệm một câu, tôm thâu muôn vật vào bầu hồ linh. Phép hay sai đầu thanh binh, bệnh hình làm tướng phá thành Diêm Dương. Phép hay dạo qua phố thang, ngồi gươm đứng giao mở đàn thiên quang. Có ba lượng bạc trao sang, đặng thầy sắm sửa lập đàn chữa cho. Đồng rằng tôi chẳng so đo, khuyên thầy gắng sức chớ lo khó giàu. Bấy lâu thầy tớ theo nhau, bạc dành hai lượng phòng sao đi đàn. Chữa chuyên bệnh ấy đặng an, rồi tôi sẽ lấy đem sang cho thầy. Pháp rằng về lấy sang đây, cho thầy toan liệu lập rài đàn ra. Đồng rằng tôi đã lo xa cực, vì người bệnh ở nhà chẳng yên. Xin thầy gắng sức chịu tiền, ra công bùa chú chữa chuyên dường nào. Pháp rằng có khó chi sao, người nằm ta chưa rối trao phù về. Đồng rằng tôi vốn thằng hề, bệnh chi mà khiến chịu bề chữa chuyên. Pháp rằng ta biết kinh quyền, đào nam chữa bắt mà thuyền mới tài. Tiểu đồng nghe lọt vào tai, lòng mừng vội vã nằm dài chữa chuyên. Pháp bèn cất tiếng hát lên, mời ông bàn cố tọa tiền chứng minh. Thỉnh ông đại thánh tề thiên, thỉnh bà võ hầu đều liền đến đây. Thỉnh ông nguyên soái chinh tây, cùng bà dương mẫu xâm dày một khi. Thỉnh ông Phật tổ A Di, thập phương chư Phật phù trì giúp công. Lại mời công chúa Ngũ Long, Bình Nam Ngũ Hổ hội đồng an dinh. Thỉnh trong thiên tướng Thiên Bình, cùng là tam phủ động định xích lân. Thỉnh trong khắp hết quỷ thần, cùng đều xuống chốn dương trần vui chơi. Cho người ba đạo phù trời,
uống vào khỏe mạnh như lời chẳng sai. Tiểu đồng dân lĩnh theo lời, lấy phù trở lại toan bài thuốc thang. Vào nhà thưa với thầy ngang, pháp phù đã đủ thầy toan phương nào. Ngang rằng còn bạc trong bao, thời người khá lấy mà trao cho thầy. Đồng rằng tôi hãy ở đây bên kia giàu khá, mình này bán đi triệu ngang biết chẳng còn chi, kiếm đường trao chát đuổi đi khỏi vòng. Ở đây làng xóm khó lòng e, khi mưa nắng ai cùng đỡ che. Đồng rằng trong gói vắng que, bởi tin nên mắt bởi nghe nên lòng. Mới lo chạy hết 100, mình ve khô xếp ruột tầm heo giòn. Thương thay tiền mất tật còn, bơ vơ đất khách thon giòn thế này. Thôi thôi gắng gượng khỏi đây, tôi đi khuyên giáo đỡ ngày gạo rau. Dân tiên chi xiết nỗi sầu, tiểu đồng diều dắt gồng cầu la buồn. Đương khi mưa gió luôn tuồn, người buồn lại gặp kiến buồn tháng thương. Xiết bao ăn tuyết nằm sương, màn trời chiếu đất dầm trường lao đao. Dầu cho tài trí bực nào, gặp cơn nguy hiểm biết sao mà nhờ. Tiên rằng đi đã ngất ngơ, tìm nơi cây cối bụi bờ nghỉ chân. Đồng rằng chốc nữa khỏi rừng, tìm nơi quán xa sẽ dừng nghỉ ngơi. Nón tay vừa khuất mặt trời, tớ thầy dìu dắt tới nơi đại đề.